Việt Nam tôi đây 4.000 năm văn hiến. Việt Nam tôi đây bao gấm vóc núi sông. Việt Nam tôi đây luôn vững tiến thành công. Việt Nam ngày nay đã sánh bước năm châu. Kính thưa quý vị khán giả của Việt Nam Today, hôm nay là ngày thứ Bảy, mùng 3 tháng 7, 2021. Trường Nguyễn và Lê Lê đang có mặt tại Suối Giàng, không gian văn hóa trà ở Suối Giàng. Và sáng nay sau khi mà chúng tôi đã book phòng xong và đã review một cái căn phòng rất là dễ thương và đã có hẹn chiều nay với anh Hiếu là mình cứ tạm xem là chủ nhân của cái khu vực này. Mặc dù chúng tôi cũng biết rằng là anh cũng có nhiều người bạn cùng tham gia vào trong cái dự án ở trên không gian văn hóa trà ở Suối Giàng. Và thưa quý vị, ngày mai sẽ là ngày mùng 4 tháng 7, là ngày đối với người Mỹ cũng rất là quan trọng, đó là ngày lễ độc lập. Nhưng mà hôm nay tôi được biết là anh Hiếu sẽ cho chúng ta một cái bất ngờ của ngày hôm nay, của cái cuộc hội ngộ của anh em, đúng không Hiếu? Vâng. Em nói một chút về cái ngày hôm nay như thế nào nhỉ? Vâng ạ, thưa anh Trường, chị Lê là và thưa các quý độc giả đang theo dõi cái clip này. Hôm nay ở trên đỉnh núi này có một cái sự kiện rất đặc biệt, đó là đối với đồng bào Mông của Suối Giàng thì hôm nay lại là ngày cơm mới. Tức là khi đến cái ngày hội cơm mới, đồng bào Mông cùng nhau làm cơm, rồi là thịt gà, thịt lợn, làm cỗ để mời những người bạn, những người hàng xóm, những người mà có mặt ở trên đỉnh núi, để mong muốn là sẽ mùa màng là thêm bội thu, sức khỏe mọi người thì dồi dào hơn, để có thêm những cái sức lực để cho một cái mùa cơm mới năm sau sẽ được phát triển hơn, sẽ được thành công, và mong muốn đỉnh núi này sẽ bình yên. Thì người Mông Suối Giàng có một cái lễ gọi là lễ cơm mới. Và hôm nay thì chúng ta đang ngồi ở một không gian rất đặc biệt, đó là cửa của một cái lớp học. Lớp học này tên tiếng Anh có tên là Sharing Classroom. Đó là một cái lớp học mà ở đó người học thì được học, mà người dạy cũng được học. Người học thì được miễn phí, người dạy thì xin phép không nhận lương. Và lớp học này thì dạy ba thứ. Thứ nhất là về ngoại ngữ cho các trẻ em từ 6 đến 12 tuổi. Thứ hai là dạy về trà. Bởi vì đỉnh núi này có một thứ tài nguyên rất đặc biệt, đó là những cây trà cổ thụ san tuyết vài trăm năm tuổi. Cả đỉnh núi này đi đâu cũng thấy trà, đi đâu cũng thấy cây trà cổ thụ. Và ở lớp học này thứ ba đó là dạy về kỹ năng sống. Ngay chừng mà ở đỉnh núi mà lại có kỹ năng sống, thế thì cái giao thoa giữa kỹ năng sống ở đây là gì? Hướng đến mục tiêu lớn nhất, đó là với trẻ em. Tức là các bạn ở thủ đô, ở các thành phố lên đỉnh núi này thì được giao lưu với các bạn người bản địa. Các trẻ em người bản địa sẽ dạy cho những cái bạn trẻ, những cái trẻ em ở thủ đô kỹ năng sinh tồn.
các bạn trẻ ở thủ đô lại dạy lại cho các bạn ở đỉnh núi này những văn minh của thủ đô về đàn hát, về âm nhạc, về ngoại ngữ, về những cái thứ mà gọi là ở thủ đô đang đưa về. Cái lớn nhất và ý tưởng của lớp học này đó là tạo một cái môi trường, một không gian sống cho trẻ em được kết bạn với nhau. Để về sau này 5 năm, 10 năm, 15, 20 năm thì những cái đứa trẻ ở đây khi mà xuống Hà Nội, xuống thủ đô, ra thành phố Hồ Chí Minh thì lại có những người bạn. Lúc đó những đứa trẻ đều là trưởng thành thành những thanh niên, thành những cô gái, lại tự tin để xuống thủ đô, để đeo trên mình những cái ba lô hành trang từ trên đỉnh núi xuống mà không còn ngại ngập, không còn những cái rụt rè, không còn những cái thứ sợ rằng là mình ở trên núi mà mình lại không tiếp cận được thủ đô. Ngược lại, những cái đứa trẻ ở thủ đô lên đây thì được hòa mình vào thiên nhiên, được trải nghiệm cuộc sống ở trên đỉnh núi, được tận hưởng thiên nhiên và được hiểu thêm về văn hóa đồng bào. Và cả hai cái nhóm trẻ em ở đỉnh núi và trẻ em ở thủ đô sẽ được kết bạn với nhau. Chúng sẽ cùng nhau lớn lên nhưng mà cùng nhau hỗ trợ nhau. Mỗi một tháng lại nhớ nhau để đi thăm nhau. Thì ý nghĩa của lớp học này được ra đời là như vậy. Vâng. Và trước cửa lớp học thì hôm nay là tạm đóng cửa, chắc là vì không hoạt động trong cái cuối tuần phải không Hiếu? Là lý do gì? Tức là lý do là mình cũng phải tuân thủ cái câu chuyện của địa phương. Tức là khi Covid đang được nhắc đến ở trên toàn thế giới thì lớp học này cũng tuân thủ câu chuyện là làm sao để gọi là vùng đất được bình yên nhất, được an toàn nhất, và tuân thủ câu chuyện của tỉnh Yên Bái đó là không tụ tập đông người. Thế thì lớp học này là bình thường là cuối tuần là sẽ có hiển diện của các con khi lên núi và các trẻ em ở trên đồng bào Mông, nhưng mà thời điểm này là thời điểm mà sẽ tuân thủ cái việc là không tụ tập đông người, cho nên lớp học này thì đang được dừng lại, tạm dừng. Vâng. Vâng. Chúng ta làm một cái việc mà lâu dài, cho nên là cái hiện tại như chúng ta thấy là Covid nó đang diễn biến phức tạp, cho nên lớp học tạm là chưa hoạt động. Nhưng mà tôi cũng rất là thắc mắc, ở trước cửa nó có một cái viên đá to và nó ghi là quảng chiếu học đường. Không biết là một chút giải thích cho cái chữ này. À, vâng ạ. Thưa anh Trường và chị Lê, là quảng chiếu học đường có ý nghĩa như sau. Quảng chiếu thì là pháp danh của em. Em thì cũng thiên hướng về đạo Phật, thiên hướng về những cái chân thiện mỹ, thì cũng được cái pháp danh có tên, ngoài tên là Đào Đức Hiếu thì có tên là Quảng Chiếu. Và thầy sư phụ có đặt tên Quảng Chiếu có ý nghĩa là mong muốn được chia sẻ, mong muốn được soi rọi, mong muốn được những cái gì mà trong những cái gì khả năng của mình thì được lan tỏa cho mọi người. Học đường có nghĩa là một cái lớp học, và cụm cái từ là quảng chiếu học đường là mong muốn làm một cái lớp học mà có thể chia sẻ được cho nhiều người hơn. Khi mọi người lên núi thì mọi người tham quan một cái mô hình mà ở đó thì trẻ em của trên đỉnh núi được kết nối với trẻ em của các thành phố, thậm chí là các quốc gia, thì nó là cái nơi để kết nối và giao lưu giữa hai cái nơi mà nghĩ rằng là trên đỉnh núi mà lại có lớp học. Và lớp học này thì hoàn toàn là hướng đến câu chuyện là không thu phí. Thưa quý vị, kiến trúc sư Đào Đức Hiếu cũng đồng thời là một nhiếp ảnh gia. Anh cũng có nhiều bức ảnh rất đẹp về vùng cao, đặc biệt là Tây Bắc và xung quanh cái vùng anh sống ở đây. Năm ngoái, tức là cách đây hơn một năm, chúng tôi đã có dịp đến đây. Thì lúc đó là mình cũng đã có nhiều ấn tượng với cái suy nghĩ, những cái dự án của anh về chè và những cái câu chuyện tâm huyết của anh muốn đưa chè Suối Giàng, tên tuổi của cái dòng chè này trở nên một cái thương hiệu không phải chỉ riêng ở trong nước mà còn ra nước ngoài, tức là nâng cấp lên và thành một cái nghệ thuật. Và khi trở lại lần này thì chúng tôi có thể nói là ngỡ ngàng, là bởi vì những cái gì mà anh nói trước đây về cái cảnh quan, về môi trường, về mọi thứ thì hình như nó đang như là một bức tranh được vẽ lên, và tôi thấy những cái điểm màu bắt đầu nó sáng lên. Xin anh Hiếu có thể nói đôi chút về trong một vòng một năm qua anh đã miệt mài thực hiện những cái điều gì, thưa anh? Dạ, thưa anh, là
có thể là câu chuyện của cá nhân của em, nhưng mà cũng là những cái thành viên đi cùng mình. Có một câu nói rất hay, đó là muốn đi nhanh thì đi một mình, nhưng mà muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau. Thế thì em có may mắn là có những người bạn đồng hành cùng nhau để đi lên đỉnh núi. Cứ mỗi một cuối tuần thì lại rủ nhau lên núi. Nhưng cái việc mà rủ nhau lên núi đấy ấy, nó lại là thôi thúc, nó là khát khao, nó là gọi là đặt ra mục tiêu là có 3 ngày cuối tuần thôi thì chúng ta làm được gì trên đỉnh núi này. Và chính vì cái lẽ đó cho nên là một năm qua thì đỉnh núi này đã có những cái thứ thay đổi. Thế thì em xin kể một câu chuyện về việc là sau khi em đi được khoảng 30 nước trên thế giới thì có quay lại Pháp, quay lại Paris. Thế thì mình nói với cái người mà hướng dẫn viên của đoàn là ở cái góc phố này anh đi năm 2012, tức là cách đây 7 năm, sao nó bây giờ vẫn vậy? Thì cái người hướng dẫn viên có nói là anh ơi, 300 năm trước họ vẫn vậy mà. Vậy thì nói về việc là thay đổi tốt hơn hay là giữ yên tốt hơn? Thế thì suối Giàng nó cũng cần câu chuyện thay đổi. Thay đổi để mà giữ yên, thay đổi để mà giữ vững. Thế thì thưa anh Trường là sau một năm thì bọn em đặt ra mục tiêu là 2019 thì bọn em thành lập và xây dựng không gian văn hóa trà suối Giàng, để mục tiêu để quy tụ những người làm trà từ đỉnh núi này để cùng nhau mang trà xuống núi thế nào, cùng nhau đưa ra những chiến lược, cùng nhau những thực hiện để làm sao cái vùng trà đặc biệt cổ thụ suối Giàng này được đưa xuống núi. Giống như một số quốc gia khác thì họ cũng đưa xuống núi, nhưng họ lại có những cái bước tiến xa hơn. Thế thì suối Giàng cũng xin học tập những cái mô hình đấy để đưa xuống núi, để đưa ra thủ đô, đưa lên chính phủ, đưa lên các bộ ban ngành của Việt Nam, để làm sao cái trà cổ thụ San Tuyết này đã được hưởng những cái thiên nhiên, đã được có chứng nhận của EcoCert là chứng nhận về organic. Thế thì nó có một cái thứ hơn cả chứng nhận organic, đó là nature, là green, tức là hoang dã. Cái trà hoang dã này nó phải trở thành cái thứ báu vật của nước Nam mình. Wild nature. Yeah. Wild nature. Và bọn em cứ từ cái ấp ủ đấy mà cứ cống hiến tâm huyết và miệt mài làm việc. Thế thì 2020 thì bọn em có thành lập được cái lớp học này. Và 2021 là những cái mốc son để mình cống hiến tiếp tục, thì có thành lập được một cái mô hình mới. Mô hình đấy có tên gọi là Anna Gramping. Gramping nó khác camping ở chỗ nào? Gramping nó khác ở chỗ là camping thì chúng ta vác lều trại lên đỉnh núi để cắm trại. Nhưng gramping nó lại có tính tương tác. Tức là người dân bản địa sẽ dựng trại cho bạn. Nhưng khi bạn ở đó thì bạn lại hòa mình vào thiên nhiên. Bạn lại tham quan những mô hình như là khôi phục làng nghề thổ cẩm cùng với người dân. Bạn lại được ăn cơm trong những nhà người dân. Bạn lại được làm trà cổ thụ sáng thức giấc ở vườn trà, hái trà. Sau đó thì cùng với người dân làm trà, cùng với người dân thưởng trà. Thì mô hình Anna Gramping cách đây 90 mét, tí nữa chúng ta sẽ ghé qua, chúng ta sẽ tham quan mô hình và những chức năng. Rồi ở đó lại tiếp tục là xây dựng những cái thư viện để bảo tồn lại những cái văn hóa bản địa. Chúng ta ở đó sẽ xây dựng những cái khu mà hầm trà cổ thụ để gìn giữ những cái giống trà quý, để cho chúng ta cũng có thể tự hào rằng là với thế giới này chúng ta có những cái trà mà hoàn toàn có thể vươn ra thế giới, có thể tự hào rằng là người Việt mình có thứ trà mà đang hiện hữu tại đây, hiện diện tại đây và có thể so với thế giới được. Và chúng ta tự hào về những điều như vậy. Như vậy là tôi hình dung ra những cái điều mà anh Đào Đức Hiếu trong một năm qua thực hiện là quy tụ những cái tinh hoa ở địa phương để biến nó trở thành một cái nơi để mà sharing, để mà chia sẻ những cái kiến thức đó và mời gọi cái sự tham gia của những người địa phương. Tôi đã từng đi qua những nước Đông Nam Á
như Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Indo, và hình như họ cũng đang có một cái xu hướng chung là phát hiện ở những cái địa phương những cái nét đẹp đó. Nhưng mà thưa quý vị, rất không may là những người địa phương họ thường không có cái ý thức của cái việc quy tụ tinh hoa đó. Thì đây, Đào Trọng Hiếu và những người bạn của anh đã làm được cái điều đấy. Điều này nó làm cho tôi rất là phấn khởi, là bởi vì Việt Nam của chúng ta không những phát hiện ra những cái điều quý giá của mình mà nó làm tôn tạo nên. Xin anh Hiếu cho biết là cái những cái hoạt động mà của các anh như vậy thì theo chúng tôi được biết là cũng được cái sự ủng hộ của bên phía tỉnh Yên Bái, đúng không ạ? Vâng. Và cái hỗ trợ của rất nhiều những người gọi là đồng thanh tương ứng. Vâng. Hợp tác với anh. Vâng. Thì hiện nay thì anh có thể nói một chút về những cái động lực đó như thế nào? Vâng ạ. Cái mà thôi thúc cũng như là động viên của bọn em về cái việc là nếu mà chúng ta cứ âm thầm trên đỉnh núi, chúng ta cứ làm những việc có ích thì cũng rất tốt. Nhưng sức mạnh đấy chưa phải là sức mạnh tổng thể. Sức mạnh đấy nó có cả thêm từ chính quyền địa phương, chính quyền xã, chính quyền huyện, lãnh đạo tỉnh luôn luôn quan tâm đến Suối Giàng. Nhưng cái lớn nhất đó là chính quyền của người dân bản địa. Tức là người dân là một thứ sức mạnh tiềm ẩn. Thì khi mà bọn em lên đỉnh núi thì được sự đồng thuận cũng như là những cái cổ vũ, thì bọn em đang thành lập những cái nhóm người dân bản địa trong cái lúc Covid đang gọi là rất phức tạp như bây giờ. Thì người dân của Suối Giàng đỉnh núi này không phải đi đâu làm việc nữa, người dân của Suối Giàng sẽ làm việc tại địa phương mình, cùng nhau xây dựng những cái mô hình, cùng nhau chia sẻ và cùng nhau gọi là học tập lẫn nhau, để học tập đấy được lan tỏa về từng nhà một, từng ngôi nhà người Mông một ở đây, và họ hiểu được thế nào là làm du lịch, bởi vì du lịch cuối cùng vẫn là người dân làm du lịch. Thế thì bọn em đang làm những cái việc đấy, và may mắn là khi cái mô hình mới là Enna Gramping ra đời thì nó dựa trên cái câu chuyện là sharing economy, tức là nền kinh tế chia sẻ. Thì cái mô hình Enna có gì đặc biệt? Đặc biệt thứ nhất đó là 9 cái chủ nhà của 9 ngôi vườn đều dỡ bỏ hàng rào của mình đi, tức là tháo hết hàng rào ra để cùng nhau làm một thứ. Cái thứ đó hướng đến mục tiêu bền vững, hướng đến cái câu chuyện là làm sao để Suối Giàng mộc mạc nguyên sơ như vậy nhưng lại có sức mạnh tiềm ẩn. Thế thì 9 nhà cùng dỡ bỏ hàng rào, mỗi nhà lại có một sứ mệnh và nhiệm vụ khác nhau, nhưng làm sao để cho một người du khách lên Suối Giàng được đắm chìm trong không gian của thiên nhiên, săn mây, ngắm bình minh, đón hoàng hôn, thì lại được hòa mình vào với người dân. Và lúc đó thì thế giới nó có một cái xu hướng là enjoy nature. Dịch ra tiếng Việt đơn giản là tận hưởng thiên nhiên. Và tận hưởng thiên nhiên và thấu hiểu bản địa. Thế thì bọn em đang ấp ủ, và không chỉ là ý tưởng nữa mà đã được thực hiện. Thế thì tí nữa chúng ta sẽ sang, chúng ta tham quan mô hình đó. Chúng ta sẽ thấy rằng là gần 50 con người, chúng ta không lấy những người của Hà Nội, thủ đô, những người thợ lành nghề, mà chúng ta lại lấy người bản địa để làm. Và tí nữa thì anh Trường, chị Lê sẽ thấy là những người Mông mộc mạc chân chất lại biết đọc bản vẽ, biết xây dựng mỹ thuật, biết xây những cái thứ mà gọi là handmade, không có máy móc hỗ trợ. Nó lại là một cái con đường đi xuống núi rất vất vả về mặt khâu vận chuyển những cái nguyên liệu đá, nguyên liệu gỗ, nguyên liệu về trang trí, thì lại được người Mông sáng tạo. Và ở đó thì người Mông đang miệt mài làm việc với gần 50 con người đó. Tôi thấy cái sự gọi là chia sẻ, sharing của anh Đào Trọng Hiếu và các bạn của anh thì nó rất là thú vị. Tức là theo tôi hiểu nôm na thì 9 cái ngôi nhà, những cái chủ nhà này là họ đều có những cái mảnh vườn trồng chè riêng. Vâng. Và có cái bí quyết riêng để họ làm sao trộn sao là chè, đúng không? Vâng. Nhưng bây giờ mình mở cửa, mình không có rào nữa. Không rào nữa. Thì nó giống như một hình thức hợp tác xã. Vâng. Cái khó nhất là cái sự chia sẻ cái quyền lợi. Vâng. Không biết là anh có cái bí quyết nào mà để cho họ gỡ ra, để cái quyền lợi họ cũng được chia sẻ đồng đều, công bằng, hoặc là có vườn nhiều vườn ít, chè ngon chè dở, anh có thể tiết lộ. Vâng. Nó cái điều may mắn nhất là 9 cái nhà này nó lại ở cạnh nhau.
chính vì nó ở cạnh nhau cho nên là khi mà dỡ bỏ hàng rào thì nó mới gần nhau được. Thế thì đúng là chúng ta vẫn thường nói là khó nhất là phép chia chứ không phải phép cộng. Thì việc đầu tiên thì có hai thành viên trong 9 nhóm đó là Thắng Nguyễn và Sơn Anh là người xây dựng cái thứ để cho 9 cái nhà đấy an tâm và hiểu được câu chuyện là quyền lợi và nghĩa vụ phải làm gì. Thế thì Thắng Nguyễn và Sơn Anh đã đưa ra một cái cách làm, đó là khi góp vào dự án thì 9 cái nhà đó được đo đạc lại và góp vào theo tỷ lệ cái khu vườn. Thứ hai là khi mà phát triển vùng trà thì 9 cái nhà đó coi như là phá bỏ thửa ruộng, phá bỏ hàng rào để cùng nhau thu hoạch trà. Rồi 9 nhà đó lại cùng nhau gom lại để gọi là tổng hợp lại sản lượng. Sau đó thì cùng đồng hành với một cái thương hiệu trà mà do em là người sáng lập. Thì để đồng hành đấy và cái sự liên minh thương hiệu đấy sẽ ra một cái thứ nó gọi là trà của Suối Giàng để cùng giới thiệu đó và cùng lan tỏa. Bên cạnh đó thì nó còn tiếp tục là không chỉ có trà mà nó còn cả sản phẩm du lịch. Thế thì Enna Gramping ra đời với mục tiêu là tạo công ăn việc làm cho người bản địa, với mục tiêu thứ hai là thực hiện hóa cái mô hình quy hoạch tổng thể của tỉnh Yên Bái về việc là xây dựng khu này thành khu du lịch sinh thái theo chủ trương của tỉnh. Thứ ba nữa là để cho làm sao để giữ chân được du khách lên Suối Giàng lâu hơn bằng những cái sản phẩm, bằng những quy trình, bằng những cái dịch vụ chăm sóc. Thế thì một cái đỉnh núi hoang sơ như vậy mà lại có những cái áp dụng quy chuẩn của quốc tế, áp dụng những cái thứ được mang từ tinh hoa từ những con người về đây, và cái lớn nhất là người dân bản địa họ sẽ học được, họ sẽ tiếp thu, họ sẽ lĩnh hội những cái thứ đó để cho ôi rồi đấy nó rất tự nhiên, tức là ong bướm bay xung quanh mình. Làm sao để cho ong, có một chú ong đang ủng hộ câu chuyện của chúng tôi, xin tiếp tục. Để cho cuối cùng là gì, là những cái du khách lên tỉnh núi được gắn bó với văn hóa bản địa, được vào ngủ trong nhà người Mông, được ăn cơm người Mông nấu, và lâu dài hơn nữa là những người bạn đấy họ coi đây là cái điểm đến, họ coi đây là cái nơi mà được tận hưởng thiên nhiên. Ở trên này thì là một đỉnh núi và đã tài sản lớn của đỉnh núi là gì? Ngoài trà cổ thụ ra, ngoài đá gọi là ngọc bích ra, ngoài nước của Suối Giàng ra, ngoài rừng nguyên sinh Tập Lăng ra, thì có một thứ tài nguyên, đó là không khí. Và lên đây thì chúng ta vẫn thường nói đùa với nhau là một ngày ở trên này bằng 7 ngày ở dưới xuôi. Tức là chúng ta đang được hít thở những cái thứ không khí mà rất lớn, mà nó có thể so với việc là nếu mà bạn ở dưới xuôi bạn hít thở 7 ngày liên tục thì chỉ bằng một ngày trên này thôi, tức là không khí sạch. Đấy là cái thứ đặc biệt của đỉnh núi này. Và thêm nữa, chúng tôi cũng đã thưởng thức ít nhất là 4 cái loại trà mà anh Hiếu cùng các bạn của anh đã sáng chế ra. Các loại trà đó là gì nhỉ? Hồng trà này, hoàng trà này, diệp trà và bạch trà. Tức là trong ngày mà mình uống vào 4 cái giai đoạn trong ngày thì sẽ ngủ ngon, thoải mái, sảng khoái, rồi vân vân. Và giống như anh Hiếu nói là ngay thời điểm chúng tôi đang ngồi đang là giữa là đã qua tháng 7 rồi, đúng không ạ? Giữa mùa hè, nắng nóng lắm. Ở Hà Nội thì chúng tôi không thể ngồi như thế này được đâu, mồ hôi sẽ túa ra, nhưng mà ngồi đây thì tương đối là thời tiết rất là mát. Buổi tối là còn lạnh nữa. Vâng, sáng là mùa xuân. Đấy. Trưa là mùa hạ. Chiều là mùa thu. Và tối là mùa đông. 100 năm qua, em không dám nói hơn, thì trên đỉnh núi này không dùng một cái máy điều hòa nào hết. Và họ dựa vào thiên nhiên. Bởi vì sáng là mùa xuân, là hoa sắc đua nở, là không khí của mùa xuân đang tràn ngập của đỉnh núi. Nhưng đến trưa, mặt trời lên, xóa tan mây mù, thì lại là mùa hạ. Vẫn hơi nắng một chút,
Nhưng nóng này thì so với các nơi như là dưới chân núi hay là dưới thủ đô thì không ăn thua gì cả. Đúng rồi. Nhưng đến khi buổi chiều là từ 3 giờ đến 5 giờ thì lập tức nhiệt độ hạ một cách đột ngột. Tức là mọi người sẽ cảm nhận được ngay câu chuyện mùa thu đang trải qua trên đỉnh núi này. Có những người là đến khi đến 6 giờ, 7 giờ là bắt đầu khoác áo lại, bởi vì có xe lạnh rồi. Còn đến mùa đông thì 100 năm qua Suối Giàng đều phải đắp chăn đi ngủ hết. Mặc dù giữa mùa hè, nhưng đến đêm là phải đắp chăn đi ngủ. À, trước khi mà chúng tôi sẽ được anh Hiếu dẫn đến tận nơi để xem những cái công trình mà dự án của các anh đang thực hiện, thì tôi có nhìn vào trong cái lớp học, tôi thấy một cái khẩu hiệu là Think Big, Start Small và Move Fast. Tức là mình tạm dịch là nghĩ lớn nhưng mà làm thì nhỏ, khởi đầu thì nhỏ, đúng không ạ? Vâng. Rồi nhưng mà khi mà hoạt động ấy, thì là làm nhanh. Tôi thấy cái slogan này rất là hay. Vâng. Và nó phù hợp với lại cái sự nghĩ lâu dài của các anh. Vâng. Nhưng mà cho tới ngày hôm nay khi anh em mình ngồi, nếu mà người ta cứ nói cứ vài tháng thì cái khu không gian văn hóa trà nó lại có những cái sự thay đổi một chút, đúng không? Vâng. À, anh có thể nói bây giờ có thể nghĩ rằng anh đã đạt được khoảng bao nhiêu phần trăm trong cái dự án tổng thể của các anh? Dạ, thưa anh Trường và chị Lê và quý vị đang xem cái clip này. Cái may mắn lớn nhất của em là có cơ hội được tỉnh Yên Bái, lãnh đạo tỉnh giao cho nhiệm vụ là giám đốc cái đề án phát triển du lịch của tỉnh từ năm 2018 đến năm 2020 và định hướng năm 2025. Thế thì để đánh giá rằng là bọn em đã làm được gì thì đích thì nhiều, nhưng mà mỗi lần đạt được cái đích đấy thì mình lại thấy là mình trở lại từ đầu. Thế thì nó có khoảng gần 30 cái mục tiêu mà mình phải xây dựng đạt được trong 5 năm. Thế thì để xây dựng một cái hệ sinh thái ở Suối Giàng thì bọn em có đặt ra 30 cái mục tiêu. Mục tiêu đấy thì khoảng 50% là hướng đến cộng đồng. Thế thì mọi người vẫn nói mình là ông sao ông không kinh doanh mà ông cứ đi làm cộng đồng mãi thế? Thì ông trở nên thế nào, lúc nào ông mới giàu có? Thế thì em trả lời mọi người ở chi tiết này thôi, là người giàu có là người chả có gì cả. Thì đấy mới là người giàu thực sự chứ. Thế thì khi mà bọn em dành nửa 30 mục tiêu đấy là dành cho cộng đồng, thì đến thời điểm này thì bọn em đã thực hiện được 8/30. Nó rất rõ ràng, cụ thể về thời gian, về con đường, về những thứ định vị. Thế thì nhưng sức của mình thì chỉ có giới hạn thôi. Vậy mình làm được 8 điều mục tiêu trên 30 rồi, nhưng phải nói thật là vẫn mong được có thêm những nguồn lực, có thêm những tinh hoa, có thêm những con người để có thể về với Suối Giàng để chung tay góp sức. Ví dụ đơn giản như là Suối Giàng là có một cái tài nguyên lớn nhất là nước, là không khí. Nhưng sau khi mà lấy nước của Suối Giàng xuống Hà Nội thủ đô để đo thì nước quá đặc biệt, năng lượng cao, rất sạch. Nhưng ở Suối Giàng thì lại chưa có nước sạch. Các nhà thôn bản vẫn dùng nước của thiên nhiên chảy về. Thế thì hay là câu chuyện về việc là Suối Giàng thì có điện rồi, Suối Giàng có internet rồi, nhưng hạ tầng của Suối Giàng vẫn còn đầy khó khăn. Suối Giàng vẫn chưa được nên thôn nông thôn mới, các đường vẫn chưa được làm sạch, vẫn là đường đất. Hay câu chuyện của việc là kết nối hạ tầng giữa Suối Giàng và Nghĩa Lộ là thủ phủ của Yên Bái thì vẫn đang còn đầy khó khăn. Vậy thì Suối Giàng khó khăn ở đâu? Suối Giàng là một xã thuộc diện đặc biệt khó khăn của chính phủ và đang hưởng chương trình 135, tức là một xã rất nghèo, thậm chí nghèo nhất ở tỉnh Yên Bái. Thì bọn em đang muốn có thêm những cái đôi bàn tay, có thêm những nguồn lực, có thêm những con người cá nhân để về đây để cùng nhau giúp cho Suối Giàng đặt mục tiêu kép, tức là xóa đói giảm nghèo. Không phải mang tiền về đây cho họ,
mà hãy dạy cho họ nghề nghiệp, hãy dạy cho họ về cái thứ đặc sản và thứ bảo tồn là trà San Tuyết cổ thụ. Hãy cho họ những cái cần câu, cho họ cơ hội làm việc thực sự để cho sứ giảng này được đánh thức, được mục tiêu kép, đó là một mặt là phát triển nhưng một mặt là xóa đói giảm nghèo, được ứng dụng vào câu chuyện là quy hoạch du lịch. Du lịch là một ngành công nghiệp không khói mà ngành công nghiệp xanh. Thế thì cũng rất mong là có thêm những nguồn lực mới, có thêm những sự chung tay, những cánh tay kéo dài để cho Suối Giàng nói chung, để cho cá nhân của em thêm sức mạnh. Bởi vì cũng hiểu rằng là một cái én nhỏ thì không thể làm nên mùa xuân được. Thì em cũng rất mong cái điều như vậy. Tôi rất tâm đắc với cái suy nghĩ cho cộng đồng và làm việc với mọi người của anh Đào Đức Hiếu. Và thưa quý vị, cũng đây cũng là một cái câu chuyện mà giúp cho mọi người chung tay vào. Tôi nghĩ là rất nhiều kiều bào của chúng ta ở nước ngoài, không riêng gì những người trong nước, hiện nay là cái xu thế là người ta đang muốn hướng về quê hương đất nước. Và đúng giống như là anh Đào Đức Hiếu nói rằng là người ta không phải về mang tiền về, nhưng mà đồng thời còn thêm tri thức và cái sự học hỏi lẫn nhau nữa. Và với một cái không gian văn hóa đặc biệt như ở đây, liên quan tới trà rồi liên quan tới đời sống người dân đây, thì là cơ hội, đây là cái cơ hội chia sẻ hai chiều cho những người đến đóng góp và được thu nhận về những cái điều gì mà hết sức là hữu ích cho mọi người. Tôi chúc anh có được những cái niềm vui, sức mạnh. Nhưng mà anh Hiếu còn trẻ lắm, cho nên anh còn khoảng 60 năm nữa để cống hiến. Dạ vâng ạ. Nhất là với cái khí hậu thời tiết đây chắc phải trên 100 tuổi, sống mạnh, sống khỏe đúng không? Bật mí với cả anh Trường, chị Lê là năm 1973 thì là ông nội của em. Tức là em là cháu đích tôn, thì ông nội của em có cơ hội lên đỉnh như này. Và ngày đó thì ông có làm bài thơ, bài thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt. Em xin đọc bài thơ đấy như sau. Xin mời. Chót vót trên cao đỉnh Suối Giàng, một vùng rộng lớn giống chè san, cây to tán rộng vươn trong gió, cành lớn búp non nổi tiếng vang. Và sau khi ông làm bài thơ đó xong thì ông bắt đầu dùng trà San Tuyết cổ thụ Suối Giàng từ năm 1973 đến tận bây giờ. Hiện nay ông đã 95 tuổi vẫn uống trà cổ thụ Suối Giàng, đặc biệt vẫn đi xe máy. 95 tuổi vẫn đi xe máy về quê, vẫn làm thơ, vẫn cứ hỏi con cháu rằng kinh doanh thế nào, dạo này lên núi thì có còn quan tâm đến việc kinh doanh không, cống hiến cho người dân nơi đó họ đã thay đổi chưa. Bởi vì tất cả những sự kiện lớn của đỉnh núi này thì ông có mặt hết. Ông tự bắt xe khách. Nếu không đón ông là ông được tự bắt xe khách về đây. 95 tuổi. 95 tuổi. Vâng. Người cháu đích tôn của cụ, nếu mà chắc ông dùng internet chứ nhỉ? Ông vẫn dùng internet. Rồi. Nếu mà cụ được xem cái clip này thì cụ sẽ rất tự hào là đang có một người cháu đích tôn, là cháu Đào Đức Hiếu đang tiếp tục cái con đường của cụ để làm tôn vinh cái giá trị trà ở đây như thế nào. Và chúng tôi cũng bây giờ cái câu chuyện mình đã nói xong, bây giờ tôi rất muốn để đi đến gặp anh Sơn Anh, là một cái người bạn của anh đúng không? Vâng. Đang là chắc là chủ trì cái giám đốc dự án của Anna Gramping. Mình đến đó mình xem tận mắt được không ạ? Vâng ạ. Nhá. Dạ vâng. Mình sẽ chúng ta có sẽ có những cái câu hỏi gì chúng tôi sẽ lại tìm hiểu thêm. Vâng. Để cho mọi người thấy tận mắt cái việc làm của các anh trong nhóm của anh Đào Đức Hiếu như thế nào nhé. Vâng. Dạ vâng. Dạ vâng, mời mọi người. Dạ. Dạ. Thank you.
bản và cùng xây dựng cùng nguồn vốn để xây dựng một khu quần thể. Và ở đây là tụi em sử dụng các cái lều trại để cho các cán bộ đến và có thể nghỉ dưỡng. Và thứ hai, ở đây là mọi người nhìn thấy, ở đây là mọi người nhìn thấy thành phẩm, đây là cái tràng của mình ạ. Cái cây đấy là nếu như chúng ta nhìn xuống ở đây thì chúng ta mở mắt ra là chúng ta Việt Nam mến yêu, dẫu có đi xa luôn mong ngày